Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 làm việc tại Mỹ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 26 tháng 9 giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ cảm ơn chân thành tới Tổng thống Joe Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Mỹ dành cho nhân dân Việt Nam trong trận bão Yagi vừa qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn tình cảm và những đóng góp to lớn của Tổng thống Joe Biden dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Mỹ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, chuyến thăm lịch sử tới Mỹ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9 năm 2023 đã tạo động lực quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển vượt bậc, đạt đến tầm mức cao nhất là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay, mở ra không gian cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, ổn định trong nhiều thập kỷ tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Tổng thống Joe Biden tại phiên khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia sẻ với thế giới về bài học kinh nghiệm của Mỹ và Việt Nam trong thúc đẩy hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí là Việt Nam và Mỹ có chung tầm nhìn về xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại từ bài học kinh nghiệm này. Đó là đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Trong đó, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quan hệ Việt Nam-Mỹ có nhiều nét rất đặc biệt trong 50 năm qua, từ cựu thù trở thành đối tác toàn diện và bây giờ đạt mức quan hệ cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ hai nước đang bước sang trang lịch sử mới và thực sự là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng thống Joe Biden gửi lời chia buồn với Việt Nam trước những thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra vừa qua, đồng thời khẳng định chính phủ Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phục hồi sau cơn bão. Một lần nữa, chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực. Tổng thống Joe Biden nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm 2023 với nhiều kỷ niệm tốt đẹp về sự tiếp đón trọng thị, nồng nhiệt của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là sự kiện mang tính lịch sử khi Tổng thống Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và thế giới. Tổng thống khẳng định, Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau để quan hệ Mỹ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong đó coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, lâu dài vì lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước. Hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới, để tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả của khuôn khổ quan hệ mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ vào năm 2025. Hai lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ năm 2023. Trong đó, tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Coi đây tiếp tục là trọng tâm và khâu đột phá trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong đó, có khuôn khổ ASEAN, đối tác Mekong Mỹ, APEC, Liên Hợp Quốc, góp phần vào thúc đẩy đối thoại hòa bình, ổn định,
hợp tác phát triển ở khu vực và thế giới. Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN. Mỹ ủng hộ Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong khu vực và quốc tế, chia sẻ mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, chống biến đổi khí hậu và giải quyết vấn đề chung của khu vực và quốc tế. Thưa quý vị, nói về quan hệ Việt-Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ít ai có thể hình dung được những bước tiến kỳ diệu trong quan hệ hai nước trải qua gần 30 năm, từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Sáng ngày 23 tháng 9 giờ địa phương, tối 23 tháng 9 giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Đại học Columbia là tổ chức giáo dục đại học lâu đời nhất ở bang New York và lâu đời thứ 5 ở Mỹ, đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất thế giới. Với bề dày lịch sử 270 năm, Đại học Columbia đã đào tạo nên những người đã góp phần làm thay đổi tương lai, trong đó có tới 4 Tổng thống Mỹ, 2 Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, 103 người đoạt giải Nobel và nhiều nhà khoa học lỗi lạc. Nhiều cựu sinh viên Đại học Columbia hiện nay đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cấp cao ở Việt Nam. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, sau gần 80 năm độc lập và gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai phía trước. Những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được bắt nguồn từ con đường đúng đắn mà Việt Nam đã lựa chọn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân tộc. Người đứng đầu Đảng, nhà nước chỉ rõ con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại. Truyền thống của người Việt Nam là giàu vì bạn. Việt Nam không thể thực hiện các mục tiêu nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế. Thành công của chúng tôi là thành công của các bạn. Con đường để Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình là đổi mới sáng tạo, huy động lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Tổng Bí thư nêu rõ. Việt Nam kiên trì thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Không thể có phát triển nếu không có hòa bình. Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng 4.0, ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, phản đối các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, với thế và lực mới của đất nước, Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới, sẵn sàng đóng góp trách nhiệm một cách chủ động, tích cực hơn vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. Về quan hệ Việt-Mỹ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, ít ai có thể hình dung được những bước tiến kỳ diệu trong quan hệ hai nước trải qua gần 30 năm qua, từ cựu thù trở thành đối tác, rồi đối tác toàn diện và nay là đối tác chiến lược toàn diện. Hợp tác trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, quốc phòng, an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Trong xử lý vấn đề khu vực và toàn cầu như biến đổi khí hậu, chống khủng bố, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đều đạt được những bước tiến quan trọng và thực chất. Đặc biệt, giao lưu nhân dân và hợp tác giáo dục đào tạo ngày càng sôi động. Hiện có khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ, trong đó có sinh viên tại Đại học Columbia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, để quan hệ hai nước bước sang trang mới và phát triển tốt đẹp như hiện nay, yếu tố quan trọng nhất là truyền thống nhân ái, vị tha của dân tộc Việt Nam, là sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với tầm nhìn trí tuệ, quyết tâm và bản lĩnh để đưa đất nước Việt Nam hội nhập vào dòng chảy quốc tế.
Bên cạnh đó, phải kể đến nhiều bạn bè, đối tác Mỹ như Tổng thống Bill Clinton và các tổng thống kế nhiệm, các thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Patrick Leahy cùng nhiều người khác, đặc biệt là sự ủng hộ lưỡng đảng mạnh mẽ ở Mỹ với quan hệ Việt Nam-Mỹ. Đây là một trong những nền tảng quan trọng để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu ổn định, bền vững, thực chất hơn. Chọn đối thoại thay cho đối đầu. Để xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng cần phải khẳng định và đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, trong đó tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Với truyền thống nhân văn, hòa hiếu, khoan dung của dân tộc, Việt Nam rất chủ động trong các bước đi hàn gắn vết thương chiến tranh. Từ bài học đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng để mối quan hệ phát triển, các bên cần đẩy mạnh nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, con người, hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội của nhau. Nhìn rộng ra, nếu các quốc gia hiểu, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, cùng nhau xây dựng lòng tin thì thế giới sẽ hòa bình, bớt xung đột. Trong thời đại khoa học công nghệ, có thể tranh thủ những phương thức mới như nền tảng và công cụ số để thúc đẩy sự kết nối rộng rãi, hiểu biết sâu sắc hơn giữa các dân tộc trên phạm vi toàn thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần coi trọng và thúc đẩy văn hóa đối thoại với dẫn chứng trong chính mối quan hệ của Việt Nam-Mỹ. Dù hai bên đã đạt được những bước tiến lớn trong quan hệ, song vẫn còn một số khác biệt quan điểm nhất định về vấn đề quyền con người trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo. Nhưng điều quan trọng là hai bên đã chọn đối thoại thay cho đối đầu trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. Vượt lên trên khuôn khổ song phương, hợp tác Việt Nam-Mỹ đã dần mang tầm khu vực và toàn cầu. Đề cập tới vấn đề đoàn kết hướng về tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, nhân loại cần có tầm nhìn xa và sự đoàn kết hơn bao giờ hết. Không một quốc gia đơn lẻ nào, dù mạnh đến đâu, có thể một mình xử lý những vấn đề chung của thời đại, và đó là cách tiếp cận và định hướng mà Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ. Nhấn mạnh phương châm của Việt Nam là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng với cách tiếp cận đề cao đoàn kết quốc tế, hướng về tương lai, cũng như câu chuyện thành công của quan hệ Việt Nam-Mỹ, thế giới sẽ biến những điều không thể thành có thể, tiếp tục xây dựng một nền văn minh vững bền, tiến bộ cho toàn nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thực hiện hóa khát vọng đó của dân tộc. Trong hành trình hướng tới tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục kề vai sát cánh với bạn bè, đối tác quốc tế, cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, phối hợp hành động vì những mục tiêu tốt đẹp nhất cho toàn nhân loại.